Chào mọi người, tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người con HP Chromebook nha mọi người. Đây là cái dòng mà màn hình 13.3 inch và cái cấu hình thì cũng rất là ổn. Nhưng cái dòng Chromebook này thì mình cũng không có rành nhiều, nhưng mình biết là nó chạy dạng như nó chạy Android á mọi người. Nó chạy mình vô là mình phải đăng nhập vô Chrome thì mình sử dụng. Cái này thì mình nghĩ là có rất là nhiều khách biết về cái dòng này. Mình thì mình kém về cái này, nhưng mà nói chung là hàng về có sao thì mình sẽ view mình bán vậy. Đương nhiên là giá thì cực kỳ ok. Giờ mình sẽ đi sơ qua cái ngoại hình đi. Cái ngoại hình thì nhìn khá là ghiền mọi người, phay nhôm hết, nhìn nó khá là đẹp. Cái kiểu của nó rất là đẹp luôn, cái kiểu nó mỏng dánh luôn mọi người, mà nó phay nhôm. Sạc tai si nè, ngõ kết nối tai si nè. Đặc biệt cái này là pin nó phải trên 4 giờ nha mọi người. Đó, nè, đầu tiên là cái ngoại hình, sau đó là pin cái đã. Xong rồi mình sử dụng, mình sẽ view cho mọi người cách sử dụng. RAM tới 16GB lận mọi người, mà nó rẻ rè như thế nào thì từ từ tìm hiểu. Đây ha, zin đét chỉ có vỏ thì nó cũng có trầy sơ sơ xước lông mèo nhẹ 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 như mình nói, chứ còn là phần nhôm nè, mỏng dánh luôn, nhìn rất là đẹp. Ở màn hình là 13.3 inch và đây là cái phím của nó, là phím quốc tế đó mọi người. Phím quốc tế mà đúng cái kiểu Chrome luôn. Mình sẽ đi loa nè, loa là loa BO. Cái loa này nghe là cực kỳ hay luôn ha. Loa và phím quốc tế, zin về là phím US luôn á. Cái này là Core M7 nhưng mà RAM 16GB lận. Cái cấu hình nó thì cũng khá là ổn, nhưng mà cái dòng Chromebook á là cái dòng mà xài gọi là xài qua Google á, người ta hay sử dụng dữ liệu đám mây hay gì đó, cái nhà sản xuất nó sản xuất. Nói chung là từ từ mình sẽ quay xong rồi mọi người tìm hiểu thêm với mình ha. Đây là có led phím rồi đàng hoàng nha mọi người. Đây vỏ nhôm xước hết, nó đẹp lắm, nó mỏng dánh, là mình nhìn cái máy nó khá là đẹp, khá là sang trọng. Thì mình cũng lên mạng chiều giờ mình cũng tìm hiểu cái này, thì bây giờ về sau á thì mình sẽ bán như vậy. Mình đang đăng nhập vô cái Chrome á bằng cái tài khoản của mình á, thì sử dụng Google. Cái phần này á là nó này nó hay lắm mọi người, nó y hệt là MacBook vậy. Mình kéo xuống thì xuống, nó đi ngược với cái laptop ha. Kéo xuống thì nó cùng nhau xuống, mà mình kéo lên thì nó cùng nhau lên đó, cài như thế này nè. Cái phần này á là nó là Chromebook, màn hình là 13.3 inch nha mọi người. Và cấu hình nè, Core M7 6i75. Cái này cũng rất là ok với cái cấu hình này, là bình thường trên những cái dòng laptop mà M3, M5 rồi M7 thì M7 nó cũng khá là ok. Văn phòng thì là nó cũng khá là mượt á mọi người. M3 thì hơi yếu, M5 là vừa vừa, M7 là nó hơi mạnh, thường thường là như vậy. Và đặc biệt là RAM 16GB á mọi người ha. Cái bản nó vô cùng hiếm luôn. Thường thường nó là bản RAM 4 hoặc là RAM 8GB thôi đó, mà cái này là RAM 16GB luôn. Mấy cái phần ở dưới này thì mình không có rành lắm mọi người, mà đặc biệt mình chỉ biết là pin nó là pin này, thì tại vì cả ngày nay mình sử dụng mình thấy nó phải hơn 4 giờ á. Pin nó rất là ok, mà còn có hơn 4 giờ mà nó vẫn chưa hết pin. Mình mà sẽ mở thêm cái này nữa. Đây mọi người, nói chung là nó cũng đầy đủ các chức năng như thế này đây. Nhưng mà SSD của nó là 32GB nha mọi người. Cái bộ nhớ nó 32GB. Cái bộ nhớ này là nó chạy bằng, đại khái là nó chạy bằng cái Chrome đó. Cho nên là giờ người ta thường sử dụng cái dữ liệu đám mây á, rồi sử dụng hết trên đó. Đại khái là như vậy. Mình cũng không hiểu là tại sao người ta sản xuất như thế này. Nhưng mà thường thường thì những cái dòng mà chạy Chromebook là bộ nhớ của nó chỉ là nó chạy nó có sẵn hết trơn rồi, mình muốn tải gì thì còn nó chỉ có là có 3 MB thôi. Để thấy là cái này chỉ có 32GB là bộ nhớ, tại vì sử dụng người ta hay sử dụng trên mạng hết trơn rồi. Nói chung là mình cũng không có rành lắm, nhưng mà máy thì hoàn hảo đi, và ai rành nó thì mọi người lấy thôi. Con máy này là 3,9 triệu, máy kèm sạc zin. Pin thì ngon, máy cũng ngon, đặc biệt là cái cấu hình M7 và RAM 16GB. RAM 16GB rất là hiếm luôn. Như thế này đây ha, nếu mà ai rành thì chuyên sử dụng Chrome thôi. Kiểu vậy, chứ mình cũng không có rành lắm. Mọi người tìm hiểu thêm về cái dòng này ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì inbox mình. Hiện tại là máy đang hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết, zin nhà sản xuất. Cảm ơn mọi người nhiều. Ai chốt thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại của mình 3,9 triệu, cọc 1 triệu, còn lại thì mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó máy có lỗi gì thì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người nếu có lỗi. Cảm ơn mọi người nhiều ha.